Trong bối cảnh thế giới có thể không đạt được mục tiêu mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt ra là tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 70% dân số tất cả các nước đến tháng 9 năm 2022. Mỹ đã công bố kế hoạch hành động toàn cầu gồm 6 điểm nhằm dỡ bỏ những rào cản lớn nhất trong cuộc chiến chấm dứt đại dịch COVID-19. Kế hoạch chấm dứt đại dịch COVID-19 mà Mỹ đưa ra gồm thứ nhất, tăng tiếp cận với vaccine và giải quyết các vấn đề về vận chuyển. Thứ hai là củng cố chuỗi cung ứng vaccine và các nguồn cung ứng quan trọng khác như kim tiêm, bộ xét nghiệm và thuốc điều trị. Thứ ba là giải quyết tình trạng thiếu thông tin, dẫn đến do dự tiêm phòng và đẩy lùi những thông tin sai lệch về tiêm phòng. Thứ tư là cung cấp thêm hỗ trợ cho các nhân viên y tế. Thứ năm tạo điều kiện tiếp cận với thuốc điều trị và các phương pháp trị liệu. Thứ sáu là củng cố an ninh y tế toàn cầu trong tình trạng khẩn cấp tiếp theo bằng cách bảo đảm nguồn tài chính bền vững để sẵn sàng ứng phó với đại dịch. Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vaccine thông qua cơ chế COVAX. Đến nay, Mỹ đã chuyển giao hơn 435 triệu liều vaccine trong khuôn khổ cam kết tài trợ tổng cộng 1,2 tỷ liều cho các nước nghèo đến cuối năm nay. Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy là 95% bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng thường phát triển các kháng thể chống lại COVID-19, chống lại SARS-CoV-2 trong vòng khoảng 3 tuần kể từ khi khởi phát triệu chứng. Cho đến nay thì ít có thông tin về nguy cơ tái nhiễm đối với những trường hợp đã nhiễm SARS-CoV-2. Ở một số trường hợp từng mắc COVID-19 mức kháng thể sau đó có khả năng bền vững trong vài tháng, các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu xét nghiệm huyết thanh học và phản ứng chuỗi polymerase PCR từ 4.411 nhân viên của công ty SpaceX ở Mỹ để đánh giá nguy cơ lây nhiễm và tái nhiễm SARS-CoV-2 trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021. Có 309 người có kết quả dương tính trong thời gian nghiên cứu, trong số này, các nhà khoa học phát hiện có 14 người có thể tái nhiễm. Nghiên cứu cũng cho thấy khoảng 72% đến 86% người tham gia chống được nguy cơ tái nhiễm trong vòng 6 tháng. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang dịch chuyển sang khu vực Đông Âu. Trong hai tuần qua, số ca mắc COVID-19 tăng gấp đôi tại 6 quốc gia Đông Âu, gồm Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Nga và Ukraine. Hiện 10 quốc gia khu vực Đông Âu đều ghi nhận sự xuất hiện của Omicron. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, hơn 165 triệu người đã mắc COVID-19 trên toàn châu Âu. Riêng tuần trước có tới 25.000 người không qua khỏi. Giám đốc WHO khu vực châu Âu nhấn mạnh, hiện không phải là thời điểm dỡ bỏ các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 như đeo khẩu trang trong không gian kín. Triển lãm hàng không Singapore 2022 Singapore Airshow 2022 vừa chính thức khai mạc tại trung tâm triển lãm Changi với sự lạc quan về triển vọng phục hồi của ngành hàng không, công nghiệp quốc phòng thế giới và khu vực sau những khó khăn do đại dịch Covid-19 kéo dài hơn 2 năm qua. Đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu và Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng đã tham dự lễ cắt băng khai mạc. Triển lãm hàng không lớn nhất khu vực châu Á được tổ chức hai năm một lần diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 2 với sự tham gia của gần 600 công ty đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ, khoảng 13.000 người là đại biểu các nước, đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không, công nghiệp quốc phòng tham dự. Do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên quy mô triển lãm năm nay thu nhỏ hơn so với các năm trước. Triển lãm là nơi diễn ra các cuộc thảo luận chiến lược Trao đổi ý tưởng thiết lập quan hệ đối tác giúp thúc đẩy sự phục hồi của ngành công nghiệp hàng không tại châu Á, Singapore Airshow 2022 tiếp tục chứng kiến sự hiện diện của các công ty hàng không vũ trụ, công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới. Nhiều sản phẩm mới, công nghệ mới trong lĩnh vực hàng không quốc phòng cũng được trưng bày giới thiệu. Màn trình diễn trên không diễn ra vào buổi trưa các ngày. Triển lãm hàng không 2022 cũng là một trong những sự kiện thí điểm thử nghiệm các giao thức mới của Singapore đối với các sự kiện lớn đông người tham dự trong bối cảnh đại dịch Covid-19.